Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cáp xuất hình ảnh và âm thanh Nhưng cái điểm đặc biệt của chiếc cáp này á là nó sẽ xuất qua cổng 3.5 nha chứ không phải là cái cổng micro USB, cổng tai si hay là cái cổng HDMI nha mà xuất trực tiếp từ cổng nghe nhạc 3.5. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cục chuyển đổi ha. Và và cái cáp này á là của Nokia nha và cái tên mã cáp là CA75U và nó được uh, sản xuất từ Thái Lan nha made in Thái Lan cái chất liệu nhựa à, nó rất là mềm rất là rít tay rất là đã luôn ha cái độ dài của nó thì cũng rất là dài nha bạn và cái cáp này thì từ cái cổng 3.5 các bạn cắm vào smartphone ha rồi nó sẽ chuyển qua cái, cái cục chuyển đổi này và nó sẽ chia ra làm ba đầu ha các bạn chia ra làm ba đầu thì các bạn sẽ cắm ba này ba đầu này vào tivi thì trong đó sẽ có hai đầu là âm thanh nha các bạn và một đầu là chuyển đổi hình ảnh đó thì các bạn có thể xuất mọi cái nội dung từ trên smartphone qua tivi bằng cổng 3.5 hoặc là máy chiếu cũng được ha rồi bây giờ mình sẽ cắm cổng này vào tivi và các bạn sẽ cắm theo màu sắc nha trước tiên mình sẽ cắm với cái chiếc tivi Asanjo những cái video liên quan đến chiếc tivi này mình sẽ để link dưới phần mô tả nha. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn thể xem thêm. Và sau khi test với chiếc tivi này xong á mình sẽ test với một chiếc tivi đời cổ CRT, chiếc tivi siêu dày á để xem cái video mà muộn rồi mà sau còn của Sơn Tùng trên đó thử xem như thế nào ha. Tại vì cái video đó mình thấy cái tỷ lệ của nó là 3 chia 4 và nó có thể là nó sẽ phù hợp với cái chiếc tivi CRT ngày xưa á. Rồi, đã cắm xong nha các bạn, 3 giây đó khi đó thì mình sẽ sử dụng cái chiếc Nokia C7 và mình sẽ cắm cái rắc 3.5 này vào rắc 3.5 của Nokia C7 nha khi đó nó sẽ hiện cái biểu tượng hình TV ở trên cái màn hình nhỏ nhỏ trên góc trên của thanh thông báo trên cái chiếc Nokia C7 nha các bạn những cái video liên quan đến chiếc Nokia C7 thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nếu bạn quan tâm thì bạn thể xem thêm nha đó rồi bây giờ sẽ khởi động TV lên đó đó rồi nó hiện cái màn hình của Nokia C7 ha 3.5G trà bá lửa luôn các bạn lưu ý là cái cáp này các bạn sẽ chọn cái chuẩn là cổng AV nha và chiếc tivi này nó có đến hai cổng AV cho nên là nếu mà các bạn cắm vào cái cổng nào á, thì các bạn sẽ chọn cái nguồn vào là cái cổng đó thì nó mới xuất hình lên được nha đó các bạn thấy mình vuốt nè phè phà luôn ha đó biến thành một cái chiếc smart TV mà mặc dù nó chạy hệ điều hành CVN ha rồi bây giờ sẽ thử kết nối wifi nè để lên mạng các kiểu rồi chơi game đồ này kia kia nọ coi được hay không nha các bạn đó kết nối wifi thì ở đây mình sẽ kết nối nha với một cái mạng đã kết nối rồi thì chỉ cần nhấp vào thôi nó nhớ rồi sóng wifi full đầy luôn nha các bạn Bây giờ thử lướt web nha Vào cái trình duyệt Opera Mini thần thánh Để lướt web à, trên một cái chiếc TV TV này là TV thường chứ không phải là Smart TV nha các bạn Nhưng mà kết nối với một chiếc smartphone này Thì nó sẽ biến thành một chiếc Smart TV Chạy hệ điều hành CBN Để vào thử cái trang mà Zing New Coi có tin tức gì mới không nha Đó quay 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 Khi cái trình duyệt này thì nó cho cái tốc độ lướt web rất là nhanh Tại vì nó nén dữ liệu quá các bạn Đó ha. À chữ đồ to đùng luôn ha đó ai mà cảm thấy cái màn hình điện thoại này chỉ có 3,5 inch thôi nhỏ quá nội dung xem không rõ thì mua cái cáp này về cắm trực tiếp lên tivi luôn đây là cái màn hình home ha hệ điều hành Simin Bell này nó sẽ có 6 màn hình hôm mà chúng ta sẽ cài được 6 màn hình khác nhau rồi bây giờ vào thử cái gọi điện nè đó cái giao diện gọi điện to đùng luôn ha rồi bây giờ mình sẽ mở thử camera trên cái chiếc tivi này luôn xem nó như thế nào nha đó camera nè cái view to như thế này thì ta nói chụp chân dung hay các kiểu còn đà điểu là ok luôn nha các bạn rồi bây giờ thử xuất video lên TV nè đó các bạn thấy không ha có âm thanh đồ đầy đủ luôn âm thanh rất là hay nha các bạn và màn hình điện thoại nó sẽ không hiển thị video ha nó khác với cái kết nối HDMI rồi bây giờ là xem ảnh nha ví dụ các bạn chụp ảnh hoặc là các bạn tải ảnh hay là những cái nội dung gì trong điện thoại này các bạn có thể là xuất ra TV và phóng to thu nhỏ nhìn cho nó đã ha zoom đồ lên thấy từng chi tiết luôn các bạn à, bây giờ chúng ta sẽ thử chơi một cái game ở trên chiếc tivi này ha bây giờ thử chơi game nha mình sẽ chơi thử cái game Angry Birds ha các bạn cái game bắn chim rất là nổi tiếng ngày xưa luôn cái game này thì cũng của phần lan nha nếu bạn nào đang xài những cái thiết bị Symbian này mà các bạn muốn cài game trong khi điện thoại các bạn chưa hắt thì trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài các bạn nhớ theo dõi nha Thực sự thì những chiếc điện thoại cảm ứng màn hình 3.5 inch này á, thì cái màn hình của nó ở hiện tại thì quá nhỏ rồi các bạn ha, Chơi game thì nó cho cái trải nghiệm không tốt ha à, Nhưng mà nếu như các bạn muốn chơi á, thì cắm vào tivi thì nó to đùng như thế này ha Trải nghiệm nó sẽ tốt hơn hẳn luôn Rồi đây là cái phần tin nhắn ha. Bây giờ sẽ thử uh, gõ tin nhắn trong cái màn hình TV chà bá lửa này luôn ha. Hệ điều hành CVN thì nó cũng có hỗ trợ một cái bộ phích tên là Wood Office ha. Các bạn có thể thao tác chỉnh sửa văn bản. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với một cái TV đề cổ ha. TV CRT của Hitachi ha. Một cái TV siêu dày siêu nặng. À, đây là một cái quyền thoại ngày xưa nha các bạn. Đó. Thì bây giờ sẽ chuyển qua cái cổng uh, qua sen của nó. Cái cổng AV của nó nha. Cắm vào. Đó. Đó thấy không? Nó hiện uh, cái đồng hồ lên rồi đó. Đây là cái giao diện gọi điện nha các bạn để thử kiểm tra tài khoản nha. Sau 101 thăng đang yêu cầu tài khoản của bạn còn 3.842 đồng. Đó, đây là cái giao diện màn hình chủ nha. Và bên đây là cái giao diện tin nhắn nha các bạn. Đó, toàn bộ cái tỷ lệ 16 9 khi mà chuyển qua cái tivi tỷ lệ mà 3 chia 4 này thì nó đã được điều chỉnh lại hết rồi ha. Phù hợp luôn. Nhìn thực tế thì cái màn hình CRT này rất là đẹp nha các bạn Nhưng mà tại vì quay qua, qua cái video á Cho nên là nó sẽ có cái độ giật giật á Nếu các bạn thấy các bạn sẽ thấy nó giật giật Tại vì CRT là một cái chuẩn màn hình ngày xưa Nó chạy bằng cái bóng đèn quỳnh quang ở bên trong á Cho nên đó các bạn đôi khi các bạn sẽ thấy nó giật giật Do có thể là cái tần số nó không phù hợp với tần số của camera hay gì đó à, Bây giờ lướt web nè các bạn Lướt web bằng Opera Mini ha Biến một cái chiếc TV đời cổ thành Smart TV đó thì dùng lướt web đọc chữ thì cũng được nha bạn nhưng mà cái tivi này á nhìn sát quá thì sẽ hại cho mắt nha. Đó nó hại hơn là cái tivi LCD nữa cho nên là các bạn lưu ý mà khi mà kết nối với tivi này các bạn nên nhìn ở cái khoảng cách xa nha. Do ba cổng AV phía trước của chiếc tivi này bị hư mình phải cắm quầy phía sau ha. Rồi bây giờ sẽ xem cái phần à, chơi game của nó như thế nào ha. Tỷ lệ game khi mà xuất ra cái tivi này nó cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp với chiếc tivi ha. Đó cũng chơi game bình thường như ai luôn ha. Một chiếc tivi đời cổ chơi Angry Birds rồi sẽ mở thử cái giao diện đa nhiệm coi Đó, các ứng dụng đang mở chín cái ha Lướt web nè Rồi bây giờ sẽ chuyển qua cái phần video Để xem cái video mà muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng nha các bạn Để xem thử là cái tỷ lệ trên đây nó sẽ thể hiện như thế nào nha Đó, nó sẽ có cái hai cái viền hai bên ha Đối với những cái video mà có nội dung 16 chia 9 á Thì nó sẽ hiển thị có cái hai viền trên và viền dưới ha các bạn rồi vậy là cái chiếc cáp này nó hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh âm thanh từ cái cổng 3.5 trên smartphone qua TV nè Những thiết TV mà hỗ trợ cổng AV nè Hoặc có thể là máy chiếu hỗ trợ cổng AV ha Bất cứ cái thiết bị nào hỗ trợ cổng AV thì nó sẽ xuất hình ảnh và âm thanh qua được nha các bạn Nhưng mà các bạn lưu ý nha Không phải smartphone nào cũng hỗ trợ cái chuẩn mà xuất âm thanh qua cái tivi này, smartphone nào hỗ trợ thì mới sử dụng cái cáp này được nha. Thường thì những cái chiếc điện thoại N series của Nokia và những thiết bị Nokia xưa thì đa phần sẽ có hỗ trợ ha. Còn những cái chiếc điện thoại của những hãng khác, ngày xưa thì cũng có nhiều thiết bị hỗ trợ Samsung cũng có, Sony cũng có, nhưng mà hiện tại thì rất là ít cái smartphone trang bị cái kết nối này nha các bạn. Qua cái video này các bạn nghĩ sao về cái cáp xuất hình ảnh từ smartphone lên tivi bằng cái cổng 3.5 thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo và các bạn lưu ý nha cái cáp này chỉ phù hợp đối với những thiết bị mà hỗ trợ tv out qua cổng 3.5 thôi những thiết bị khác sẽ không sử dụng được nha các bạn hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha